Thế sau này anh Hiền còn làm cầu nối cho nhiều người khác nữa. Mà Hồng Ngọc mong rằng quý vị yêu thương Đức Hiền thì sau này không phải riêng Hồng Ngọc, khi Hồng Ngọc ra, Hồng Ngọc buôn bán, Hồng Ngọc có tiền trang trải trong gia đình rồi, có không có tiền sinh hoạt rồi á, thì sau này anh Hiền anh còn làm cầu nối cho nhiều người khác có hoàn cảnh bất hạnh nữa. Đó, nó là thế, phải không? Xe đó, chú có điều kiện xe đó, mấy anh chị đã nói với Kỳ rồi thì giờ cho ông Ngọc đi, rồi mấy anh chị sẽ gửi tiền cho ông Ngọc rồi từ Hồng Ngọc đi mua. Người Đức Hiền nó buồn đó là cái lúc mà Hồng Ngọc từ ngày đầu tiên tự hủ kem Hiền xuống đem xem quay phim cho bà con coi, mà tới hôm nay Hồng Ngọc về, Hồng Ngọc khỏe rồi, đúng không con? Chuyện Hồng Ngọc khỏe rồi, Hồng Ngọc được chúng ta Hồng Ngọc được giúp đỡ mua xe, tạo điều kiện làm ăn mà Đức Hiền không quay lên cho bà con nó bắt coi được. Anh thấy buồn bà không, con anh rảnh anh tiến xuống hai hôm nữa tao quay cho em. Đây bây giờ cái bữa mua xe đây hả? Bữa mua xe em sẽ biết cho anh Hiền, anh rảnh không? Rồi ngày đó anh không rảnh, không lẽ em đợi anh đi hoài? Anh không rảnh thì em đi mua thì xong đó, rồi anh đợi anh hoài. Rồi chừng nào anh rảnh anh xuống anh rảnh rảnh quay được chiếc xe của em đây mà. Nhưng mà kết thúc nó không có đẹp. Cái ngày đầu tiên gặp mặt ra tới ngày trong bệnh viện, rồi những ngày xuống thăm anh em vui vẻ đi ăn đi uống với Kiều Hạnh gì, rồi ra viện tới hôm nay thì thấy Hồng Ngọc xinh đẹp rồi thì rất là vui ha. Thì mong rằng là Hồng Ngọc cũng sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô chú chị biết hôm nay thì Đức Hiền nó khàn tiếng nói, không biết là có nghe có rõ không nữa đó. Thì hy vọng là cuộc sống của Hồng Ngọc sẽ mong người sẽ khác hơn. Nãy giờ Hồng Ngọc cũng buồn ở trong cái có tâm sự với Đức Hiền, buồn trong mấy cái clip đăng lên, ông bà cô chú anh chị em vô bình luận. Thật sự thì không phải là Hồng Ngọc đòi hỏi đâu cô chú anh chị, thật sự Đức Hiền biết cái tính Hồng Ngọc, cô chú anh chị em cũng đã xem Hồng Ngọc rất là nhiều rồi. Hôm nay cái video mà Đức Hiền đăng hôm nay thì nó cũng phải hơn 100 video về Hồng Ngọc rồi. Hồng Ngọc cuộc sống rất là thật thà, không có đòi hỏi, cô chú anh chị cũng sẽ biết cảm nhận được, đúng không? Tới đây Hồng Ngọc đóng cái cửa bán vé số ở trước cửa nhà đó. Hồng Ngọc định là vừa bán lẻ vừa bỏ sỉ lại cho người ta luôn. Thì những người trong gãy này mà có lấy vé số ra chợ bán á thì Ngọc sẽ liên hệ rồi lấy ở chỗ Ngọc luôn, rồi Ngọc giao cho người ta. Mà hôm nay sao mà mặc đồ đẹp vậy? Hả? Đang có mặc đồ đẹp rồi. Đang có mặc đồ đẹp rồi. Hôm nay hả? Hôm nay ngày nào cũng vậy mà, bữa nay trời nóng quá rồi mặc mấy cái đầm này nè. Mấy cái đầm này là chú Lâm cho tiền mua đồ tết á. Nghe là cái đồ này mua đồ tết à? Đồ tết á, mua được mấy bộ? Em mua được rồi, mua được mấy bộ, 4-5 bộ gì đó. 4-5 bộ mặc đồ này đẹp. Mà cô chú chị biết vô rồi nó nóng, cái mùa nắng cô cũng thật là mấy tông nó thấp, cái đầu nó hạ, cái đồ nó rất là nóng. Ở trên này là có cái quạt nè, không biết là cái quạt này nó sẽ cái quạt này nó hút gây, gây cái ảnh hưởng là cái tiếng của mình nó sẽ bị hộp bộ. không quay đâu. Nên là mọi người cũng thông cảm ha. Thế đây Hồng Ngọc ra kinh doanh này, đi ra làm bà chủ bán vé số. Bán vé số đóng cái tủ nhỏ nhỏ để chứ cái tủ này cũng không nhỏ đâu nghe anh Thiệt. Bây giờ 1m2 bề ngang 1m2 chiều cao 1m6 tính luôn bảng chiều cao 1m6 chiều cao mấy sáu, có nghĩa là cái cây cao đó là mấy tấc thôi, gì nó có nói không? 5 ly nè, nó để nè rồi kính 5 ly à, ok kính là 5 ly, cái kính 5 ly nhôm nhiều mấy gì mấy phần hả? Cái mấy dêm nè, đúng rồi, nhôm là dêm, tính là dêm. Nói chung là Đức Hiền rất là mong cô bác anh chị, khi mà Hồng Ngọc đã khỏi bệnh, cô bác anh chị giúp đỡ cho Hồng Ngọc phương tiện với một xe để mình tới lui. Thứ hai nữa là giúp cho Hồng Ngọc cái vốn để Hồng Ngọc làm ăn của chúng chị. Có điều Đức Hiền đối với hoàn cảnh nào chỉ riêng Hồng Ngọc mà mình rất là mong họ vươn lên. Tại vì khi mà đã gọi là hoàn cảnh rồi thì họ không có khả năng để mà họ vươn lúc hoạn nạn. Tại giúp người đã nói, giúp người đó là giúp cái lúc nhặt. Đúng rồi, chứ không giúp cảnh nghèo rất là nhiều, nên lúc mà em ngặt nghèo nhất chẳng hạn như hiện tại đi, cũng như khi Hồng Ngọc ở trong bệnh viện á, thì có Mạnh Thường Quân gửi cho Hồng Ngọc hàng tuần 2 triệu để mà có tiền ăn trong bệnh viện. Nhưng mà khi Hồng Ngọc về tới nhà rồi đó, Hồng Ngọc xuất viện về tới nhà rồi đó thì không có cái thiếu tiền đó. Thì bây giờ anh em là mới giúp mỗi người ít, không lẽ 500 triệu anh em cho hoài, nên là bây giờ Hồng Ngọc
mới làm cái kệ bán vé số để kiếm một ngày 200-300 vô để mẹ con có tiền sinh sống qua ngày. Chính xác. Đó. Đó, đó là cái tiền thu nhập mỗi ngày đi. Ví dụ 300 vé thì cũng không phải là ít mà cũng phải là nhiều. Đó. Thì bán nó cũng trung bình đi, nói chung là trung bình một ngày 300 vé kiếm 300 ngàn. Cô Đức thì biết cái đối những quần khó khăn tạo điều kiện cho họ. Đức Hiền nói là nói những câu là về để tạo điều kiện để chẳng hạn như ông Ngọc đi. Bây giờ cô chú anh chị giúp cho ông Ngọc cái tủ em nói tủ em đóng chưa? Em đóng. Nghĩa là em mới chỉ sợ em nói chuyện tao thôi. Không không ra giá luôn vẽ hình luôn rồi. Bao nhiêu tiền? 3.500.000 tiền ship về đây 800 là tổng cộng là 4.500.000 cũng như là 4.500.000 rồi. 4.3. Rồi số tiền nó có chưa? Số tiền đó thì cô Nguyệt nói cô Nguyệt sẽ giúp nhưng mà chưa thấy cô Nguyệt trở về. Em chưa đặt cọc. Có nghĩa là cô Nguyệt là sẽ giúp mua xe với anh Lâm. Với đóng cái tủ. Đóng tủ luôn. Nhưng mà chưa có gửi tiền tủ về. Cái nghĩa là nếu mà người ta đã hứa rồi người ta sẽ cho thôi. Đó thì rất là mong yêu cảm và rất nhiều cảm ơn những cái sự mà yêu thương của các bác anh chị em đã yêu thương tới Hồng Ngọc cũng như là tin tưởng Đức Hiền trong suốt thời gian qua để mà xuống đồng hành với Hồng Ngọc. Đó thì là em đặt cọc 300 rồi. 4 ngày nữa mình nhận được tủ rồi. 4 ngày nữa rồi tiền đó em có em cho không? Thì cô Nguyệt nói cô Nguyệt cho nhưng mà bây giờ cô Nguyệt chưa gửi. Chưa gửi. Rồi 3-4 ngày nữa rồi liên thông. Thì em đang nè, em đang gửi hình cho cô Nguyệt coi nè. Ý anh Hiền nói em hiểu không? Chẳng hạn bà chị Nguyệt. Nhưng mà cô Nguyệt kỹ quá thì biết rồi thì nói. Thì đang coi ly nè, em cái ly nhôm em đang đăng nè. Em chờ đi nó có giao không là biết à liền. Ý anh Hiền nói chẳng hạn như người ta giao chẳng hạn như 4 ngày nữa là người ta giao đủ tới mà 4 ngày nhưng nữa mà là cô... chị Nguyệt chưa gửi tiền về kịp rồi là tiền đâu xây sở. Thì bởi vậy. Em đi mượn người ta. Mượn được hay không? Thì bởi vậy. Đó thì cũng cần một số vốn nữa nha cô chú anh chị, cần thêm một số vốn cho 5 triệu nữa cho đúng rồi còn khoảng 5 triệu để ông Ngọc làm vốn. Thì Đức Hiền cảm ơn ông này là ông này Đức Hiền cũng đã nói với ông Ngọc từ trước rồi đóng vào cái số là ông bán nè, rồi từ từ những người mà nghèo chung những người bán số chung quanh ở đây họ sẽ biết mình làm đại lý, mình sẽ đưa cho họ rồi bây giờ người ta mới quảng cáo con bé đó nó bán cái số rất là vui vẻ nè, nó biết thương người nè, bán số chúng gì đâu. Thứ hai là cái tổ nó bán số chúng nè, rồi tới những tại anh thấy nha, bạn của anh làm cái bên cái mạng của đại lý nha, mỗi tháng em phải cho người ta đường ngọt, nghĩa là giúp đỡ cho người nghèo. Tại tao lại điếm mình đó cái đó là đó. Một cái đúng mà mình cách hay để mà kinh doanh đó. Nhưng mà gì nè anh Dũng Đức á, anh nói gì nè, hiện tại bây giờ vé số đang ít quá, anh không thể nào giao cho em được tại vì em là khách mới. Em cứ chờ đi, em lấy đỡ cái thầu ở ngoài Gạch Giá gần nhất ở ngoài 34 đó, em lấy đỡ đi. Khi nào mà anh có người chống là anh để em vô để cho làm cái khách cũ để có cái gối đầu á. Tức nghĩa mình lấy giấy số mình không trả tiền liền. Thì chiều lại mình mới đưa tiền và mình bán hết không hết mình trả lại. Đó, nó là thế. Cho nên là mình có cái sự gối đầu. Còn bây giờ giấy số hút quá bán hết tiền. Đúng rồi, không Tết giờ mấy người cũng nói anh là giấy số đó hút. Tại khi mà Tết ra là bà con người ta còn tiền mà cũng giống như mình thôi. Bây giờ tới đây nè, đóng cái tủ rồi còn phải tốn vốn lấy tiền với số 3 triệu. Thì đó, để đó. Tổng cộng là 8 triệu. Cái bữa trước anh Hiền nói em có giận anh Hiền không? Mà cô chú anh chị em nói nhiều người không có hiểu gì. Có người sẽ bình luận và ý nói khác. Rồi mong quý vị như thế này, Ngọc chỉ mong như thế này. Anh chỗ anh Hiền thì cũng có vừa rồi thì anh em nói chuyện trên mấy cái video đó thì cũng có tới lưu có chút xíu đó thôi. Chỉ nó có cái thắc mắc nhỏ thôi, không sao. Nhưng mà khi mà nó giải tỏa ra hết rồi thì cũng là anh em chứ không có gì hết. Thì cũng mong quý vị hiểu và cho anh Hiền một cái trái lượt like, lượt like với một cái tim, lượt chia sẻ. Để anh Hiền cái đó là cái đó là anh Hiền là cái động lực. Tại vì anh Hiền làm ăn lương chứ không phải là làm cái kiểu như đi quay tầm bậy, như quay mấy cái người mà tầm bậy rồi kêu người ta diễn cơ hài, diễn tuồng, không có. Sống đề thật. Đó cho nên là quý vị cũng mong quý vị là thông cảm. Và thương anh Hiền cũng giống như thương Hồng Ngọc vậy đó. Đó. Đúng Hồng Ngọc, cảm ơn Hồng Ngọc cũng đã nói với Hiền, quý giác bác chị biết là Đức Hiền. Chứ là cái thật sự ra, đúng rồi, chứ là cái phụ chứ thật sự ra nếu mà tiền Mạnh Thường Quân mà gửi về cho Hồng Ngọc hoặc là gửi về cho ai thì anh Hiền cũng đâu có lấy gì được đâu. Tại vì ai đúng cũng rồi. Biết hết trơn, liên hệ trên mạng này liên hệ biết hết trơn à. Cho nên là quý vị cứ yên tâm về phần đó đi. Đây là... sẵn Ngọc nói Hiền nói cho bác chị Hiền biết luôn nè. Bữa nay anh Hiền chứ tiếng chào tiền xe. Cô anh chị biết là theo Đức Hiền nghĩ chưa thấy có bằng cái người nào đi làm YouTube mà ghi tận tất cả những cái số người gửi tiền đây xong rồi đưa cho gia đình coi. Trong bệnh viện Đức Hiền đã từng đưa Hồng Ngọc với bà cô coi
còn bao nhiêu tiền, hôm nay mình trao bao nhiêu tiền, chữ lên đi nghe cô Hạnh cũng đã từng xem rồi. Bao nhiêu người nè, ngày bao nhiêu mình trao bao nhiêu tiền, còn bao nhiêu tiền nè, nó không đó. Nên là Đức Hiền nghĩ mình làm đây, mình làm, mình nói thẳng, nói thật. Nhiều khi nói cô chú anh chị mất lòng, người nó ở thằng này nó làm như cái tiền của nó, không phải. Mình phải tôn trọng lẫn nhau, cô chú anh chị. Thí dụ như cô chú anh chị nói là không, nhưng mà như thế này, tại vì anh trao hơi chậm đó, rồi tụi người ta trông, hiểu không? Trông đó. Anh biết đây là để quay là em lên. Không, để anh nói em nghe nè. Khi mà ở trong bệnh viện anh chưa để được cho em, còn không có ai, anh biết. Biết. Cái khoản nào, ngày nào em sẽ hết tiền và còn tiền hả? Còn khi mà em đi về dưới này rồi, cuộc sống nó sẽ đỡ hơn xíu, nó không ngặt nghèo như trong bình thường. Cái thứ hai nữa là trong khoảng thời gian, anh bận quá, phải trong khoảng thời gian á, trong khoảng thời gian là trước Tết là ba thì mất. Anh thấy anh đâu quay ai, mình đang video quay đâu, không thì nó thoải mái được, đúng không? Thì hôm nay rồi nè, nhất là xuống đây để thăm người, cái hai đó là cũng sẽ trao số tiền giúp đỡ. Mà trước đó cái số tiền ngày xưa đó tính là mua xe tiên nà, chứ không phải mua xe cho ông Ngọc đâu. Tôi tính vì lúc đó Đức Hiền xin là xin mua xe tiên nà đó. Thì được hai bên Nguyễn An Giang cũng đã được giúp rồi, thì Nguyễn lấy số tiền đó Nguyễn mua xe cho ông tiên nà rồi đó. Thì Đức Hiền bữa đó Đức Hiền nhận là tổng cộng là 11.860.000, gồm có được ba sự trợ giúp, đó là chị Diễm ở Hàn Quốc là 4 triệu, chị Minh Nguyệt ở Mỹ gửi 2 lần, một lần đầu là 1 triệu, lần thứ hai là 4.860.000, và anh Lâm ở Sài Gòn là 2 triệu, và tổng cộng số tiền là 11.860.000. Thì sau khi mà chị Diễm đã xem được cái clip của Nguyễn là mua xe tiên nà đầu, thì Diễm nói là chị Diễm sẽ lấy lại, tại vì có người giúp rồi thì cũng giúp một cách khác. Thì Đức Hiền số tiền mình trừ 4 triệu Diễm ra thì cầu là 7.860.000. Thì Đức Hiền đã hỏi chị Nguyệt và anh Lâm để lại, để mà khi mà Hồng Ngọc về mình giúp đỡ mua tiền xe cho Hồng Ngọc đó. Thì trong mấy ngày vừa qua đó thì chị một tí nữa em gọi lại chị nha, chị đang có công chuyện. Chị Nguyệt cũng hỏi Đức Hiền là mua xe cho Hồng Ngọc như thế nào, và mua cách sao. Đức Hiền nói mua xe cho Hồng Ngọc thì nó không phải tầm cái xe của đi nè, dư vốn là một tội được kiếm nhau không ăn. Dạ. Thì mấy ngày sau thì Đức Hiền xuống thì nghe nói chị nói là mua cho Hồng Ngọc xe tay ga, tại vì mấy anh mấy chị nói là mua xe tay ga cho Hồng Ngọc chứ không phải Hồng Ngọc đòi. Đúng. Nhưng có nhiều người nói vô bình luận đó là Hồng Ngọc đòi, không phải tội nghiệp cho Hồng Ngọc. Cái này là phải ý của Mạnh Quân, anh Lâm và chị Nguyệt muốn xe mua cho Hồng Ngọc xe tốt, nhưng mà ý của Đức Hiền anh chị làm gì không có đúng, không phải. À, anh chị biết là cái số tiền 40-50 triệu mua được cái xe 40 triệu đi, rồi anh chị có cho giúp thêm để mà Ngọc có cái số vốn được làm ăn hay không, đó Đức Hiền cái trăn trở lo chỗ đó đó. À, chứ còn mua xe để chạy hay là mua xe để làm ăn, em hiểu anh Hiền nói không? Em hiểu, tại vì số tiền quá lớn, chẳng hạn như bây giờ nè, 40 triệu này mua cho em cái xe 20 triệu đi, còn lại 18 triệu, 22 triệu, còn 18 triệu. Em cái chiếc xe bây giờ xe cũ đó, nó xấu lắm, với lại chạy nó không có yên tâm, cho nên anh Lâm mới nói câu gì nè. Anh nói là bây giờ em cứ nghĩ đi, cái chiếc mà kia nó 22 triệu, em quay nhìn nó đâu có đẹp đâu, mà nó bên trong máy móc nó như thế nào, cái chỗ xe cũ lúc nào cũng thế, nó làm cái dàn áo như thế nhưng mà bên trong nó như thế nào. Rồi cái xe 31 triệu đó là cái hàng mới ra, thì nó tương đương với cái giá 38 triệu là của salon mới. Thì em thêm có mấy triệu nữa thôi. Ví dụ 31 triệu mà em thêm 7 triệu nữa, em được chiếc xe mới 38 triệu rồi. Thì bây giờ bên trong em biết rồi đó, nó xịt một cái nó làm thành mới rồi, bình thường đó mà. Ý anh Lâm muốn cho nó chắc. Thì đó, thì đó. Ý mình chị mình Quân là cho nên là đúng. Cho nên là cái chỗ cô Nguyệt với chỗ anh Lâm là hai người là muốn thương Ngọc, cho mình có một cái chiếc xe để làm của làm chân luôn mà, và tốt. Mà tốt vậy mình đứng tên à, thì mình chạy tới chạy lui còn anh ngay. Thì còn cái tiền bán vé số đó thì cái kệ có năm tổng cộng luôn á, anh Nguyễn hôm qua nhắn tin đấy, tầm 3.5 triệu đến 5 triệu. Là cái kệ tùy của mét tùy theo mình đặt đó. Rồi 5 triệu, tùy theo mình đặt 5 triệu, vé số 5 triệu là 10 triệu, vé số 5 triệu đây, 500 tờ đây, 10 triệu. Rồi đó, có điều em nói với em suy nghĩ gì đó là hết đó, là bắt đầu là từ đó là còn. Ngọc sẽ bán ra, còn bán ra. Còn Hiền anh suy nghĩ về khác, tại vì là có vốn vừa có tiền để
trăn trở trong nhà thì đó, ý này trăn trở hơn cái vụ đó. Chí Ngọc ở nhà đó, ở không đâu buồn. Thế anh Hiền trăn trở giờ là mua cho em cái xe để mà làm đồ ăn, mua xe để mà chạy làm ăn. À. Còn dư một số tiền để em đó em làm vốn. À. Rồi trong cái khoảng thời gian em làm bỗng bỏ vốn ra rồi không có tiền ăn, em phải có số tiền cho mình em để em sinh sống. Thì cô Nguyệt ý của anh Hiền là như vậy chứ không phải là ý là ý của Đức Hiền nói là cô chứng gì em nhiều người bình luận nói rằng thằng này nó nói chuyện như thấy ghét, nó phải tiền của nó đâu mà làm mạnh quân, tôi muốn cho ai tôi cho, đúng anh nói đúng, tôi chấp nhận anh nói đúng, nhưng mà anh sẽ suy nghĩ lại từ đầu đi ha, từ ngày đầu tiên Đức Hiền anh phải cùng... nói anh phải nói như thế này nè, tại bữa đó anh nóng quá, tính anh nóng không, như nóng. Không tính anh nóng quá, tính anh nóng quá, anh phải nói như thế này nghe được hơn. Nói á, nếu mà cô Nguyệt mà nói như thế thì quá tốt cho em đi, thì bây giờ anh sẽ tranh thủ anh trao cái tiền xe cho em số. Ok, thì nó đâu có cái chuyện nóng lên đâu, tại bữa đó giống như hai người với... Tại vì mới ngày hôm qua bà nói chuyện Nguyệt nói chuyện anh, bữa sau anh xuống đây thì đã nghe em nói chuyện khác nữa rồi. Chị muốn hỏi bên anh đó là cái xe số nó là giá nhiêu, và chị hỏi em thích xe gì, và cái giá như thế nào, chị sạp trên mạng ra, chị kỹ tính, và anh Lâm cũng kỹ nữa, hiểu không? Cho nên mọi người, ai cũng là anh em chị em hết trơn, cái tiền giúp Hồng Ngọc rất là quý, rất là cảm ơn luôn, rất là mang ơn, nó thẳng là như thế. Cho nên là Ngọc không có giấu giếm cái gì hết trơn, chỗ anh Hiền cũng vậy. Hai người thảo luận với nhau mà quay video qua đưa lên, anh Hiền thì có cái là hơi nóng quá, phải không? Hơi nóng nhưng mà... Anh nếu có cần xoay chỉ giống, anh nói cho nó nhẹ lại. Giống như mình không được tôn trọng vậy. Cầu nói không phải riêng em, sau này anh còn nhiệt cầu. Hồi đó giờ anh làm 3-4 năm nay chứ bộ, nhưng mà giống như cảm nhận như mình cảm nhận như mình không được tôn trọng. Thế đi sau này anh Hiền còn làm cầu nói cho nhiều người khác nữa. Mà Hồng Ngọc mong rằng quý vị yêu thương Đức Hiền thì sau này không phải riêng Hồng Ngọc, khi Hồng Ngọc ra, Hồng Ngọc buôn bán, Hồng Ngọc có tiền trang trải trong gia đình rồi, có không có tiền sinh hoạt rồi á, thì sau này anh Hiền anh còn làm cầu nói cho nhiều người khác có hoàn cảnh bất hạnh nữa. Nó là thế, phải không? Dạ. Hôm nay đến đây Hồng Ngọc trao số tiền mua xe đó, chứ có chuyện mua xe đó mình biết rằng đó. Mấy anh chị đã nói trước khi rồi thì giờ trao cho Hồng Ngọc đi. Dạ. Rồi mấy anh chị sẽ gửi tiền cho Hồng Ngọc rồi từ Hồng Ngọc đi mua. Nhưng Đức Hiền nó buồn đó là cái lúc mà Hồng Ngọc từ ngày đầu tiên tự hủ kem Hiền xuống đem xem quay phim cho bà con coi. Tới hôm nay Hồng Ngọc về, Hồng Ngọc khỏe rồi, đúng không có nói chuyện. Hồng Ngọc khỏe rồi, Hồng Ngọc được giúp đỡ mua xe. Hồng Ngọc được giúp đỡ mua xe, tạo điều kiện làm ăn mà Đức Hiền không quay lên cho bà con nó bắt coi được. Anh thấy buồn bà không, con. Không, anh rảnh anh tiến xuống hai hôm nữa tao quay cho em. Rồi, bây giờ cái bữa mua xe đây hả? Mua xe em sẽ biết cho anh Hiền anh rảnh không? Rồi ngày đó anh không rảnh không lẽ em đợi anh đi hoài. Anh không rảnh thì em đi mua thì xong. Thì đó lẽ anh đợi anh hoài. Rồi chừng nào anh rảnh anh xuống anh rảnh rảnh quay được chiếc xe của em đó mà. Nhưng mà kết thúc nó không có đẹp. Sao không đẹp? Cái bộ phim không có đẹp. Sao đẹp quá vậy? Hiểu không? Ví dụ tôi nghĩ là bây giờ nếu như anh Hiền cái ngày Hồng Ngọc đi mua xe anh Hiền không rảnh thì Hồng Ngọc sẽ quay cái clip đúng hai cái, một cái một gửi cho anh Lâm, gửi cho cô Nguyệt. Sau đó thì Ngọc có xe tại nhà rồi và có kệ với số nữa, thì anh Hiền xuống quay vừa có xe vừa có kệ với số, lúc đó cũng được luôn ha. Cái đó nó là khác rồi, cái đó nó khác, nó giống như một người khác lại quay, đâu phải là chính bản thân anh Hiền. Phải chính bản thân anh Hiền tạo điều kiện cho em từ trước giờ thì tạo điều kiện. Anh quay lúc nào cũng được hết, vì anh làm cuộc cầu nối, anh hiểu không? Bây giờ số tiền là 7 triệu 8, 60 ngàn đúng không? Người đưa cả tranh lận gồm móc ra cái đúng quay đó. Hôm nay cho Hồng Ngọc là số tiền của anh Long là 2 triệu và của chị Nguyệt là 5 triệu 860 ngàn. Dạ. Tổng cộng hai người là 7 triệu 860 ngàn. Cho dạ. Dạ. Ngọc mua xe để kỹ để đây đợi đầu mấy anh chị em giúp. Em giữ rồi. Không có đụng vô một đồng cắt nữa. Rồi. Yên tâm đi. Còn này xuống thì còn một. Tiền xe nó đủ vô, bóp ngay bóp hết trên, nó không có đụng vô đồng cắt nữa. 2 triệu. 3 triệu. Và bây giờ là Hồng Ngọc đã nhận từ cái số tiền của anh Đức Hiền, số tiền còn lại 7 triệu 860 ngàn là tiền mua xe đó, là tiền mua xe đó là anh Hiền đã trao cho Hồng Ngọc, là Hồng Ngọc đã nhận ở đây nghe quý vị. Và một lần nữa Đức Hiền xin cảm ơn tới tất cả quý cô bác anh chị Mạnh Quân đã yêu thương Hồng Ngọc cũng như tin tưởng Đức Hiền, cũng như giúp đỡ cho Hồng Ngọc từ ngày đầu tiên rồi đến ngày trong bệnh viện và hôm nay là kết thúc để mà mua xe.
thì cảm ơn anh Lâm với là Nguyệt đã yêu thương Ngọc, quý trợ. Hy vọng rằng cô anh chị giúp đỡ cho Ngọc thêm cái vốn để cho Ngọc làm ăn. Thì cảm ơn rất là nhiều. Em cũng cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân và tất cả khán giả theo dõi kênh của anh Hiền để xem Hồng Ngọc, theo dõi Hồng Ngọc mỗi ngày. Thì trước thì em cũng xin cảm ơn chỗ dẫu anh Lâm với cô Nguyệt đã hứa tài trợ cho Ngọc mua chiếc xe. Cảm ơn hai chị rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi Hồng Ngọc trong suốt thời gian qua và ủng hộ kênh của anh Tín Hiền. Nhớ chia sẻ nha cô chú anh chị ơi. Chia sẻ cho nhiều người cùng xem ủng hộ Đức Hiền nha. Và hai anh em xin tạm biệt nha. Gặp lại trong video tiếp theo. Dạ.